Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một thông tin cực nóng, chú Dũng, tí Đức Hiển lên đoạn đầu đài, đưa tất cả những vi bằng có được trong số tài khoản mà Đức Hiển kêu gọi 20 năm qua cho Bộ Công an, phát hiện thêm điều chấn động trong số tài khoản mà anh ớt sừng này kêu gọi ủng hộ cho bác sĩ Khoa. Quý vị thân mến, sự việc sao kê của anh ớt sừng ớt nghé vẫn đang thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng, nhất là những cái kèo sao kê của anh ớt sừng này cùng chú Dũng cô Hằng khi chú Dũng chốt 300 tỷ kèo sao kê nhưng cái anh ớt sừng vẫn bật vô âm tín. Và mới đây, một thông tin chúng tôi có được cho biết rằng chú Dũng cũng đã nộp tất cả vi bằng liên quan đến số tài khoản của anh ớt sừng ớt hiểm cho Bộ Công an và phát hiện ra nhiều điều bất ngờ nằm phía sau. Như quý vị đã biết, chú Dũng đã từng nói, chú có thể mơ đến tận từng con số lẻ trong những số tài khoản này. Và quý vị phải biết một điều rằng chú Dũng cô Hằng từng làm trong dịch vụ nghiệp vụ ngân hàng và có nhiều mối quan hệ thân quen với nhau, nên đây là một điều không quá khó đối với chú Dũng cô Hằng. Ở đây quý vị phải biết là chú Dũng nói mơ chỉ là một cách nói giảm nói tránh. Người ta biết, người ta thấy, người ta mới nói, chứ không thể nào mà người ta khơi, người ta dựng chuyện. Và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng giờ đây không cần anh ớt hiểm phải sao kê cái tài khoản anh kêu gọi 20 năm qua anh đã làm từ thiện, mà bây giờ anh chỉ cần sao kê minh bạch, yêu cầu là công an, viện kiểm sát, kiểm toán viên, Mạnh Thường Quân đã ủng hộ vào cuộc sao kê minh bạch số tài khoản anh kêu gọi ủng hộ cho bác sĩ Khoa. Đây là một sự việc gần nhất. Nếu như anh có thể minh bạch được số tài khoản này thì anh sợ gì mà anh không dám sao kê, hay là anh lại chơi bài chuồn, tẩu tán, Khoa báo có, chuyện cho cha mẹ để hòng lấp liếm, để có thể xem xét số tiền của mình đã đi đâu về đâu, làm gì, đã được giải ngân hay chưa, hay là vẫn còn nằm chi y trong tài khoản của anh Đức Hiển này giống như cô Phương Hằng đã mơ, hay là anh lại học hỏi là hề lũ, là ngâm tiền và nuốt luôn. Và như quý vị đã biết, hành vi mà bác sĩ Khoa rút ống thở đã được các cơ quan nhà nước xác nhận là hành vi này là sai và chưa giải quyết dứt điểm, mới chỉ có 50% của vấn đề là hành vi sai. Vậy còn khoản tiền khổng lồ đó, nó đã đi đâu về đâu hả anh ớt sừng? Nếu nó có còn tồn tại hay chưa và tồn tại là bao nhiêu thì tôi và quý vị có lẽ là chưa thấy. Có lẽ rằng anh Nguyễn Đức Hiển và những người làm với cơ quan báo chí, một người nào đó trong cơ quan chính quyền nhà nước bỏ qua cái việc này, mà ở đây chính là thành phố Hồ Chí Minh, một sai sót cực kỳ lớn và nó đã vi phạm pháp luật của hình sự. Tại sao nguyên tắc của pháp luật hình sự là không bỏ lọt tội phạm? Chúng ta yêu cầu công an thành phố Hồ Chí Minh cần phải làm rõ mọi vấn đề, phải thực sự được sáng tỏ, xử lý triệt để vấn đề này. Và thưa quý vị có đồng tình với quan điểm của Thúy Linh không ạ? Không cần anh ớt hiểm là phải sao kê những tài khoản kêu gọi những năm trước, mà chỉ cần anh sao kê những cái tài khoản anh kêu gọi cho bác sĩ Khoa thì cũng đã đủ sáng tỏ nếu như anh là một người trong sạch, và là hành vi, là hành động gần nhất của ông. Và thưa quý vị, một thông tin cũng cực kỳ chấn động nữa là vụ bác sĩ Khoa này đã có 2 đến 3 nhân vật bị điều tra hình sự, nhưng đến nay thì tên của anh Đức Hiển thì bị khựng lại, thì cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ sót những thành phần cộng cán của tội phạm, vi phạm nghiêm trọng quy tắc của luật hình sự. Sự việc này là điều tra viên công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra ra rồi, mà có kết quả là có ăn chặn luôn rồi nha quý vị. Nhưng mà không biết rồi kết quả đó và kết luận đó đi đâu về đâu, mà mọi chuyện nó êm xuôi, nó chìm xuồng đối với một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Đây là một sự bao che chung chi trong sự việc này, mà nhân vật nào bao che chống lưng cho anh ớt sừng ớt hiểm này chắc có lẽ chúng tôi không cần nói thì quý vị cũng đã biết rõ đúng không ạ? Nên giờ đây anh ớt sừng ớt hiểm là nên hạ màn là vừa rồi đó. Nếu không có gì khuất tất mắc mới chi mà anh không chấp nhận kèo sao kê ngon lành cành đào 400 tỷ của vợ chồng chú Dũng cô Hằng, một miếng mồi ngon béo bở như vậy. Chả những vậy, nếu mà chú Dũng cô Hằng mơ sai thì chú Dũng sẽ xây một tượng thờ anh Hiển là Phật sống tại Đại Nam, mua chiếu vái lạy 108 lạy. Chú Dũng đã xuống nước cỡ như vậy, tại sao anh lại không chấp nhận kèo? Và hàng ngàn câu hỏi vì sao trong câu chuyện này vẫn chưa có câu trả lời. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này cho quý vị quý khán thính giả khi có những thông tin mới nhất. Thưa quý vị thân mến, cô siêu Nguyễn Phương Hằng có công hay có tội? Một gia đình nhỏ bé nhỏ mà bố mẹ chưa bao giờ làm hài lòng được hết các đứa con. Thế tại sao Nguyễn Phương Hằng lại phải làm vừa lòng thiên hạ, những con người u mê đi nói cô Hằng này nọ? Thứ nhất là vạch trần sự thật về lương y chữa bệnh dở, và đã có bệnh nhân nào được chữa khỏi bệnh hay chưa? Chưa bao giờ cả, chữa bệnh quảng cáo miễn phí cho mọi người để rồi thu tiền cực lớn. Sau những quảng bá ấy, cả một đội ngũ ekip hùng hậu lăng xê quảng bá cho lương y, từ MC, diễn viên đến ca sĩ danh hài cùng hàng ngàn đệ tử Sao bỗng nhiên im lặng khi cô Hằng lên tiếng nói rằng là lương y không biết chữa bệnh, lương y đã gây ra biết bao nhiêu là cảnh tan thương cho những gia đình tìm đến lương y chữa bệnh. Người thì tàn phế, người thì lìa đời, chả biết những lời cô Hằng vạch trần có phải là sự thật hay không, mà lương y được cô Hằng nhắc đến bỗng dưng lại, im lặng như thóc, ngâm. Và từ khi cô Hằng vạch trần lương y ra trước công chúng và ánh sáng như vậy, tại sao những danh hài diễn viên MC và cô ca sĩ mà cô Hằng kêu gọi trả lời xem lương y có biết chữa bệnh hay không, sao bỗng nhiên im hơi lặng tiếng và không thấy lên tiếng phản pháo gì vậy? Sao bỗng nhiên im lặng không trả lời cho mọi người biết lương y có biết chữa bệnh hay là không? Giờ ông MC diễn viên ca sĩ danh hài nào là dám đứng lên lăng xê cho lương y, tôi mới nể nang đấy. Thứ hai, nghệ sĩ có trốn thuế có ăn chặn tiền từ thiện hay không mà sao cũng im lặng như thóc ngâm vậy? Sao không dám sao kê minh bạch cơ chứ? Sao kê minh bạch được viên kim cương to đùng của cô Hằng, thêm 50 tỷ mỗi người và nhiều cái lợi của cô Hằng dành tặng cho mỗi nghệ sĩ nữa mà không dám sao kê đi à? Cô Hằng lên tiếng về vấn đề sao kê không đúng hay là sai lầm, nghệ sĩ sống trong sạch thì tại sao phải im lặng núp lùm chơi khăm cô Hằng sau lưng vậy cơ chứ? Thứ ba, nhóm YouTuber dơ, nhà báo bẩn, cô Hằng tố cáo lương tâm để đâu khi đi lăng xê cho những cái mà cả thiên hạ họ căm ghét, phẫn ghét, ghét bỏ vậy cơ chứ? Sao không dám làm clip viết về những tờ báo công tâm mà cứ phải xuyên tạc sang một ý khác như vậy? Sao cứ phải rình rập chụp mũ cán trộm cô Hằng từ phía sau lưng cô vậy cơ chứ? Thứ tư, các người cho rằng Nguyễn Phương Hằng là kẻ có tội, ăn nói hàm hồ vu khống bị đặt cho đám nghệ sĩ lương y thế kia, thì chuyện tiền nong cho nghệ sĩ làm từ thiện nữa, xem ai còn dám đi nữa không nào. Tìm đến lương y chữa bệnh, bé xương, bé cổ phát trực tiếp cho mọi người xem đi. Tin tưởng tỉnh thất bồng con trong sạch thì đi theo mà tôn thờ ủng hộ, cúng tế đồ ăn vật phẩm cho các vị sư đấy đi. Tại sao miệng nói ghét cô Hằng mà tâm lại phải phục sát đất cô Hằng vì đã lật tẩy được những mánh khóe chiêu trò bị ổi của xã hội này? Và có ai dám nói mồm mà biến thành sự thật hay không? Dám gửi tiền cho nghệ sĩ tìm lương y chữa bệnh, chứng minh rằng cô Hằng nói bị đặt hay không? Hay chỉ biết lắc đầu khi cô Hằng đã tự bỏ tiền túi ra, tự làm các kiểu từ thiện rất nhiều hay không? Nói đến đây, công hay tội của cô Hằng thì mọi người hiểu rõ cả rồi chứ. Một đám đông vây quanh em, tên Võ Hoàng Yên lồng tay vào chiếc khăn trắng, thò tay vào miệng em, kéo lưỡi em đau đớn và tôi rùng mình không dám tin đó là cách chữa bệnh của thần y Võ Hoàng Yên. Rồi tiếp các câu chuyện những nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện của nhân dân, từ võ hề lũ, đàm tướng cướp, đặc biệt nhất là dùng từ sao kê trong giao tiếp ngân hàng, vẫn giao dịch giữa khách hàng và người gửi tiền vào tài khoản của mình, trong đó cái từ mà kế toán và thủ quỹ giao dịch với nhân viên và các khách hàng thường xuyên để yêu cầu các ca sĩ phải sao kê cho công chúng và nhân dân được rõ số tiền mình đã thu được trong đợt bão lũ miền Trung năm 2020. Câu chuyện rất bình thường và đơn giản ấy, nếu như mình là người vô tư, mình là người tử tế, các mạnh thường quân gửi vào số tài khoản mà các ca sĩ làm từ thiện cung cấp, vô tư nhất là mở tài khoản tên người nhận, tiền ghi rõ tiền do các mạnh thường quân gửi đến để giúp đồng bào bị bão lũ và tách riêng với tài khoản cá nhân của mình, thì đâu có khó khăn gì đâu. Vậy mà em Hằng cũng phải đề nghị ghi lên Facebook mấy buổi mà là việc sao kê tiền thu chi của nhân dân cả nước, nhất là các mạnh thường quân đóng góp được rất là nhiều. Sao kê và chuyện công khai rất là bình thường, ấy thế mà giới ca nghệ sĩ do đâu mà hậm hực khó chịu với Phương Hằng, rất là vô lý phải không ạ? Tại sao? Vì sự minh bạch chưa rõ ràng, rồi tai họa giáng xuống đầu em. Từ khi em réo tên Đức Hiển, Hàn The, em nói trong một drama là phó tổng báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp từ thiện bằng tài khoản cá nhân đã gần 20 năm nay và cũng yêu cầu sao kê, nếu có thì sao kê thôi, có gì khó khăn đâu. Để bảo vệ uy tín của mình, Đức Hiển nên sao kê cho dù mình là ai, đi thu tiền của ba tánh để làm từ thiện. Sao kê là chuyện rất bình thường mà sao Đức Hiển không làm? Câu chuyện xoay quanh mấy vấn đề sao kê và chữa bệnh của Võ Hoàng Yên là có thật, nên dân rất háo hức muốn biết sự thật về những điều mà cô Hằng đã nói trên Facebook cũng như các đoạn livestream. Cũng vì ức chế công an và chính quyền không vào cuộc nên cô Phương Hằng tức và bức xúc phát ngôn một vài câu mất kiểm soát mà bắt tạm giam cô vì tội xâm phạm lợi ích nhà nước, nên dân bằng hoàng ngỡ ngàng và trong giấc mơ ngủ chập chờn. Tôi luôn hỏi vì sao cô là người tốt, từng mở quỹ mổ tim bẩm sinh cho các trẻ khuyết tật bẩm sinh và đã từng xây 800 ngôi nhà tình nghĩa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây bao nhiêu chiếc cầu cho nhân dân, xây cả trường học, đã có biết bao là công, bao nhiêu giếng giúp đỡ cho người dân Bến Tre có nước ngọt để dùng cho sinh hoạt và cho túi tiêu mùa màng, không bị nước mặn xâm lấn. Tại sao dân yêu thương cô? Vì cô đã làm nhiều việc tốt, cho họ và giúp cho đời, và cô bị bắt dân ngỡ ngàng. Đã nói lên điều đó, nhiều người trong đó có tôi, không phải người quen, người thân ruột thịt, mà nghĩ đến cô là tôi lại ứa nước mắt, xót thương không hiểu vì sao. Rồi đây câu chuyện về sau, cô sẽ được đưa ra xét xử, đúng sai phân định. Những khuất tất trong câu chuyện drama của cô Hằng phải được phân tích và mổ sẽ thấu đáo. Nhưng kẻ trong câu chuyện này cũng được điều tra, làm rõ sai đến đâu phải xử lý đến đó. Việc đời tư của gia đình cô được bới móc thì đời tư của Hề Lũ, Đàm Vĩnh Viễn, Thúy Tề, Vi Nỗ, thậm chí cả Đức Hiển, Hàn The cùng ở trong câu chuyện này đã là công dân của Việt Nam, ai cũng được bình đẳng như nhau, sai ở đâu chịu ở đó. Riêng đối với Phương Hằng thì cô quá nổi tiếng xinh đẹp, thương người nghèo, làm từ thiện, dám đấu tranh với những việc làm sai trái, con người cụ thể, một việc làm chưa ai làm được, điều để lại trong lòng một dấu ấn sâu đậm, không dễ gì xóa nổi. Một số người ủng hộ không phải nhỏ, mong rằng nhà nước vào cuộc xử lý một cách công khai minh bạch cho dân biết, và cô Phương Hằng cố gắng chăm lo cho sức khỏe cho tốt. Mọi người yêu thương cô, dù cô tù tội, to nhỏ đến đâu, dân chưa biết, nhưng trong lòng dân chúng, cô là một người có rất nhiều khả năng làm việc và truyền cảm hứng cho người khác và cho chính bản thân con. Và thông qua ngôn ngữ, hành động đều chạm đến cảm xúc của mọi người, một tố chất không phải ai cũng có được, rất thương cô. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi cũng là những phần tin mà Thúy Linh cùng ban biên tập Hóng Biến TV ngày hôm nay muốn gửi đến cho quý vị. Còn thời lượng bản tin ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp.